Fortuner máy xăng sản xuất năm 2012 mà mới chạy có 50.000 km. Liệu đây có phải là một chiếc xe đẹp nhất hay không? Chúng ta xem nhé. Xin chào các bạn đã đến với kênh của Hiền Toyota ha. Trong kênh của mình thì mình rất thích quay những chiếc xe mà đời thấp thấp nhưng mà lại rất là đẹp và giá cũng mềm mại nữa. Và hôm nay Hiền gửi đến các bạn, nếu mà các bạn nào yêu chuộng Fortuner máy xăng thì đây là một chiếc xe đẹp nè. Chiếc xe này thực chất mới chạy có 50.000 km thôi. Đó là xe cọp cũng đúng ha. Và chúng ta đi thực tế xem là có đúng bạn này chạy ít hay không. Và đây chúng ta xem nhé. Rồi đầu tiên chúng ta coi nè. Đây, vỏ này thì mới thay nè. Thay năm 2019 mà vỏ rất là cao đây các bạn. Chuyện mà 50.000 km người ta thay vỏ là chuyện bình thường. Tại vì xài lâu quá cái vỏ nó bị chai thì nhiều người gia đình cũng vậy, người ta thay thế. Một đời chủ nha các bạn. Đúng chủ bán luôn nè. Và chiếc xe cực kỳ từng đường nét một, mình đã kiểm tra rồi nên là mình mới quay lên nha các bạn. Các mí cản vẫn còn nguyên đây. Mí cản zin theo xe vẫn còn nguyên nè. Đây các bạn xem nhé. Xe này màu bạc và biển số thành phố, một đời chủ nha các bạn. Nội thất của bạn đó nè. Đây là một chiếc Fortuner máy xăng. Một cầu, máy xăng một cầu thì không hao xăng ha. Bạn nhìn xem táp lô của bạn đó nè. Táp lô của một chiếc xe mới chạy đúng 50.000 km thì phải là rất là đẹp. Và bạn nhìn đó, vẫn còn xài CD ha. Những người mà rành xe hoặc là biết chơi xe thì hay để nguyên thủy lắm, ít có gắn đồ linh tinh lắm. Nè, da zin theo xe đây. Một chiếc xe khá đẹp và chạy ít. Fortuner máy xăng một cầu thì không hao xăng. Chiếc này một cầu nhé. Ghế chỉnh điện nè. Vô lăng. Xe rất là đẹp. Các cái nút cửa đây. Các nút bấm này. Còn mới tinh ha các bạn. Đường nét gân của táp lô nè. Đây. 50.900 km nha các bạn. Cửa nẻo nè, sùng bọng còn zin nè. Sùng chỉ keo zin nè, theo xe tất cả còn rất là đẹp nè. Bể bước chân, tất cả các đường nét rất là mới. Hiện đang quay gửi đến các bạn một bạn Fortuner rất là đẹp, mới chạy 50.000 km, sản xuất năm 2012, xe máy xăng một cầu, số tự động, biển số Sài Gòn nha, biển số thành phố, một đời chủ. Và xe này bên này đang bán với mức giá là 560 triệu. Một mức giá rất là đẹp cho một chiếc xe đẹp. Các bạn nhìn đẹp da đây. Nệm da coi zin theo xe mà còn mới như vậy đúng là một chiếc xe đẹp ha. Các táp bi zin theo xe này. Các cái seat belt còn khá là mới ha. Sạch sẽ. Bốn vỏ. Rồi các bạn không có tốn tiền thay vỏ nhé. Với giá tầm 500 mấy một chiếc xe đẹp như thế này mà đi thì biết bao giờ cho nó hư, không bao giờ hư được. Các bạn cứ yên tâm nha. Vỏ này khá là đẹp. Đằng sau này các bạn. Một chiếc xe đẹp thì tất cả các đường nét nó phải đồng thanh đồng thủ ha. Là nó phải đi đúng như vậy thì mới gọi là xe đẹp. Đèn phía sau nè. Các mí cản sau còn rất là liền luôn. Mình coi cái nội thất phía sau như thế nào. Xe này biển số Sài Gòn nha. Này các cái nỉ của ghế sau mấy bạn nhìn ha. Không có bị chày xước, không có bị... Con đội nè, tay quay con đội nè.
ghế sau nè. Các cái la phong ở trên cũng vậy, cũng rất là đẹp. Ốc chưa tháo mở đây. Keo chỉ nguyên zin 100%, bảo đảm các bạn xe này là zin 100%, chỉ có một vài vết dặm thôi, rất là đẹp. Một chiếc xe phải nói là rất là kỹ lưỡng luôn. Nhìn bẻ bước này các bạn, từ cái bẻ bước cho đến các cái đường nét của nó rất là đẹp, không bị chảy xước nhiều. Sùng chỉ không, keo chỉ nguyên nè. Xe này chủ nhà giữ xe kỹ quá. Mà thường những xe như vậy, xe gia đình thì rất là cưng xe ha. Để nhìn không có bị rách, không bị nhăn nhiều ha. Cái này là da nhé, da zin nó chỉ hơi nhăn nhăn xíu thôi. Đó, hiện đang quay gửi các bạn một bạn Fortuner rất là cọp luôn. Và chúng ta xem cái máy của bạn này như thế nào ha. Về là chả phải tốn tiền thay vỏ thì biết gì hết, vỏ còn mới tinh. Đây, các bạn sẽ nói 50 ngàn mà sao thay vỏ. 22 tới giờ nó chai rồi, đi cao tốc nó không an toàn. Đợt vừa rồi một số khách hàng đi thay vỏ hết trơn rồi. Cabo zin theo xe nè, ốc cabo chưa có một lần tháo mở đây, ốc zin nhé. Một chiếc xe cực kỳ đẹp và rất là cộp luôn, chạy đúng 50.000 km thôi. Hiện đang quay gửi đến các bạn một bạn Fortuner máy xăng số tự động, sản xuất năm 2012 nhưng mới chạy có 50.000 km. Máy móc còn zin nguyên đai nguyên kiện. Và giá mình đang bán là 560 triệu, xe này biển số Sài Gòn, rất là đẹp. Quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng C3-01H mặt tiền đường Phạm Hùng. Số điện thoại của Hiền là 0908 666 999 0903 72 73 75. Và ở bên cạnh đây mình còn khá là nhiều xe cũng 12, 13, 14, 15 giá tầm 500 mấy, 600. Nhưng mà đủ màu nhé, có màu lông chuột nè, màu trắng này, màu bạc. Nhưng mà những chiếc ở dưới kia thì chạy km nhiều hơn chiếc này. Đây là một chiếc xe cộp nhé. Và giá cũng mềm mại nữa, thay vì bạn mua Innova thì bạn đi xe này cũng khá là hay. Rồi, em cảm ơn các bạn đã theo dõi clip và rất mong được gặp lại các bạn. Sẽ tiếp tục đăng ký kênh để mình nhận được những thông tin nhanh nhất về những chiếc xe mà Hiền đưa lên với thời gian nhanh. Và các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi và tiếp tục ủng hộ Hiền nha. Xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn nhiều niềm vui và sức khỏe. Cảm ơn các bạn.